À, cụ nhớ ngày xưa cháu viết cái bài về về rừng không? Xong là cụ biên tập cái chữ, cháu đọc cho cụ biên tập cái tên là cướp rừng không? Nhớ, không Hoàn nhớ, toàn không như thế. không nhớ. À, cướp rừng. Bài báo cháu viết xong là ngày xưa cứ viết trẻ là cứ viết bài báo là đưa cụ đọc đấy, xong là cụ đặt cho lại cái tên là cướp rừng. À, đấy. Cháu viết nó lằng nhằng nó dài thì cũng đặt như thế. Thế mà hồi đấy báo Quảng Ninh là cũng chấp nhận cái tít đấy và bài báo rất là hay. Cụ ngày xưa cũng hay chép những cái câu thơ hay đấy, ví dụ như của Vũ Dạ Phương ấy, Vũ Khánh ấy đấy nhỉ, những câu Không thơ nhớ, hay. bây giờ không nhớ. Giờ cụ có nhớ một câu thơ nào hay mà cụ tâm đắc cũng nhớ Không, chả nhớ. à? Dạ. 90 tuổi rồi gì Dạ. nữa. Cụ 90 tuổi à? Chú Sinh trên 90 sinh rồi. sinh năm 1924. Thế là năm đấy cụ là đồng niên với Nguyễn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu này. Không biết có phải Thiệu cũng tuổi Tý, Nguyễn Văn Thiệu tuổi tuổi Tý. Tý. Vâng. Tuổi Tý. Một ông ở miền Nam làm Tổng thống, còn một ông ở đất mỏ làm Văn Chương. Đó. Đó. Tuổi Tý, tuổi Tý là tài, tuổi tài. Vô sản. Vô sản. Vô sản. Cụ vừa rồi cụ có xem cái phim phim mà làm về cụ đấy không? Cụ có hay bật xem Không sạch đấy. không? Xem cái phim Tôi Là Ai đấy. Ấy à, Tôi Là Ai? không biết. Nàng ma vương quỷ sứ cái gì đấy, nên tất cả trong tôi à, tôi cái gì đều trong tôi là tranh phần đấy. Tôi là ai, là ma vương quỷ sứ thiên thần, Hay tất cả ở trong tôi tôi, tất tất cả cả trong tim tôi là mảnh đất đất tranh tranh phần. phần. Đấy. Trong căn hộ ở đời Phật ở má của cờ, tôi đâu cần áo dính với cả sao. Hoác bộ cánh hề mồi hề vậy, tặng em tiếng cười thay rất dành hoa. Cái bản đấy hay. Nàng ma vương quỷ sứ thiên thần. Hay tất cả cả ở trong trong tôi, tôi tất tất cả chọn tim tôi tôi là là mảnh mảnh đất đất tranh tranh phần. phần. Trong căn hộ về đời Phật ở ba cửa, tôi đi cần áo đến với cả xã. Hoác bộ cánh hề mồi hề vậy, tặng em chuỗi cười thay những chảy hoa. Trong cuộc đời ở trong Phật và ma cùng ở, Phật và ma cùng ở. Bây giờ hiện tại bây giờ cũng cũng thế chứ nhỉ, hiện tại bây giờ cũng Phật và ma cùng ở. Dạ. Nhưng bài rất hay nhé, cụ vẫn nhớ đấy đấy, cụ vẫn nhớ bài đấy. Vẫn Cụ còn nhớ cái bài ghi ở Đông Thành không? Cái gì ghi ở Đông Thành? À, bài ghi ở Đông Thành, cái bài về vẽ sứ đấy. Tôi vẽ ghi ở Đông Thành là bài gì nhỉ? Bài để cho bật đây, cho bật đây này này. ấy vào trong rồi. Không, nó ở trong đây nó có cụ ạ. Ví dụ ở đây cháu là cháu cháu phải tìm, ví dụ là cháu sẽ xem cái bài ghi ở Đông Thành đâu. Trong căn hộ người đời Phật ở Ma má cùng cùng ở, tôi đâu cần áo ở giấy dính với cả cả sao. hoác bộ cánh hề mồi hề vậy, tặng em chuỗi cười thay chút nhảy hoa. Tìm gọi cách gì để mà đánh giá tôi tốt xấu không được, và đối mặt em hướng về cái đẹp, tôi tự thiêu bình cũng gọi là thiện trần. Và đối diện em hướng về cái đẹp, tôi thiêu mình trên ngọn lửa thiện trần. Đấy là đấy, hết cả một cái mạng. Các trộn gần đời Phật của má cũng là tôi đâu cần áo dưới với cả sạch này. Có thể thấy hề mồi hề vậy, tặng em sướng cười thay lúc này hoa. À, và cái bài ghi ở Đông Thành là bài và cái gì bức tranh thời lý còn thật hơn cái thật của đời anh nhỉ. Bài ghi ở Đông Thành cháu đang bật cho này, ghi ở Đông Thành cháu nghe. Bây giờ
cái này nó hiện đại lắm. Vâng, cháu xem ví dụ bài thì nếu mà đã lên mạng mà nó có. Vâng. Đây là cái bài này cháu viết về ông. Thế đấy, cái có cái bài ghi ở Đông Thành thì có mấy câu như nào à đây: tôi những muốn tôi là đất đấy, bàn tay em nhàu nặng lên mình qua ngọn lửa mắt em luôn đốt, tâm hồn tôi lần nữa khai sinh. Tôi sống giữa lặng cơm sành sứ, em thổi vào một bản vô đường, chứ đừng tôi buồn vui yêu ghét, cứ ngân nga ra viết âm thanh. Tôi biết ơn bàn tay tỏ hóa, biết cái vô chi tha bàn tay này màu nhiệm. Chắc là lúc có bản là tạo hóa, biến cái vô chi thành cái hữu tình, cảnh cái hữu hình, cái hết có tình. Vâng. Con ngựa chìm trong anh em vẽ ra còn thật hơn cái thật đời anh, nhau ghi được những cái lại cũng đóng tiếp với nhân dân suốt đời mắc nợ. Sống lối hôm nay biết mấy hy sinh, dám đồ khoe nước men thời lý, chút thảo quang kia cũng đời khoác cho mình. Cụ thấy giỏi không? Ừ. Bây giờ ghi hết vào đây. Ghi hết thì sợ thôi. Đấy, cụ đấy là kỳ lạ. À. Đấy thì cụ thấy kỳ lạ không? Ừ. Bây giờ công nghệ nó thế mà. Cụ ạ. Cháu điện cho cái em này. Yeah.